Vâng, xin chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Đồ Gỗ Tùng Tám. Và bây giờ là xin giới thiệu quý vị là đúng 6 giờ tối ngày 13 tháng 10 năm 2018. Và tôi đang có mặt tại trên xã Trực Ninh, huyện Trực Thái, tỉnh Nam Định, và tại nhà anh Đào Văn Thắng. Và tôi đang trực tiếp đi bàn giao cho anh một bộ bàn ghế, chết một bộ phòng cưới của anh, giường gồm tủ và bàn phấn. Và bây giờ tôi sẽ đi vào trực tiếp phòng cưới của anh để giới thiệu sơ về cái phòng của anh nhé. Vâng, xin quý vị theo dõi nhé. Và đây là phòng khách của anh. Và nhà rất đẹp đúng không? Bây giờ sẽ lên quay cái chi tiết cái phòng của anh sắp cưới vợ đây. Anh đưa gửi lắp đặt cho anh giường. Nhà rất là đẹp, mới xây. Đây nha quý vị, chiêm ngưỡng thử cái phòng cưới của anh nhá, chuẩn bị lấy vợ đấy nhá. Đây là trước hết là một cái tủ bốn cánh này, có kích thước là 2m07 này và cao 2m2. Và đây là một chiếc giường chữ X, kích thước là 1m8 2m. Đây là nhà anh, đây là nhà anh Đào Văn Thắng này, ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đây, thành phố Nam Định. Đấy, hai bên là hai cái học đầu giường rất là đẹp. Và anh vừa quay từ bên nước ngoài về đây, từ Hàn Quốc về đây, và anh đã đặt tôi bộ giường cưới đây để anh sắp cưới vợ đây. Rất chia đẹp. Quay đây bao gồm cả bàn phấn đấy, một bàn phấn mà anh đóng theo phong cách cổ điển đấy, rất chia nhỏ. Và đây lại là một cái kệ treo tường để anh để tivi nữa, bao gồm một bộ sản phẩm là một tủ bốn buồng và bốn cánh và một giường chữ X, kích thước 1m8 2m, và một cái kệ tivi treo tường rất là phong cách kiểu châu Âu đấy. Cái bàn phấn này cũng là màu phong cách kiểu châu Âu. Và đây anh ấy, chính anh là chủ nhân của cái phòng cưới đấy. Chào các bác nhá. Các bác ủng hộ cho anh Tùng nhá, rất là đẹp. Đấy. Mình rất là ưng ý cái phòng ngủ này luôn đấy. Vâng, rất cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh Đào Văn Thắng nhá.